Chỉ với 35 triệu đồng, các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được một chiếc xe tải nhẹ trọng tải là 870 kg như thế này. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm xe tải Đông Ben 1021 có một màu xanh bộ đội độc nhất như thế này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm Đông Ben 870 kg có một cái màu sắc vô cùng độc đáo. Cái màu này thì hiện tại trên thị trường chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thì đây cũng là một trong những cái màu mà bên mình đặt hàng theo cái nhu cầu của khách. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ trả trước chỉ từ 35 triệu đồng với các cái hình thức trả góp của ngân hàng. Thì cái xe này hiện tại trả thẳng thì các bạn sẽ mua trong khoảng 159 triệu là các bạn có cái xe này rồi. Thì ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu qua về cái sản phẩm này. Trước tiên này thì đây là một trong những cái sản phẩm mà đã có tuổi đời lâu nhất của nhà máy sản xuất xe Đông Ben. Cái sản phẩm này tên của nó là Đông Ben 1021. Ba màu sắc cơ bản là màu trắng, màu bạc và màu xanh. Màu xanh như thế này thì chúng ta sẽ phải đặt hàng. Còn rất nhiều các màu khác nữa thì các bạn có thể là tới gặp mình. Mình sẽ cho các bạn một cái tùy chọn màu trong khoảng hơn 200 màu sắc khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn một cái màu mà chúng ta ưng ý. Trước tiên là với 35 triệu chúng ta sẽ có một chiếc xe giống như một chiếc xe con như này. Một chiếc xe tải nhẹ thấp nhất ở trong phân khúc của các dòng xe Đông Ben và có một mức giá là rẻ nhất. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo được ép kính của Đông Ben được dán ở đây. Chúng ta có chữ Đông Ben được dập 3D nổi như này. Với 35 triệu trả trước mà chúng ta đã có một cái hệ thống xe đèn pha bi xê lông rất là hiện đại như này rồi, tiết kiệm nhiên liệu. Chúng ta có đèn xi nhan ở bên này, đèn gầm đây, thậm chí đèn gầm đây nữa này. Ở phần phía trước này, cái phần nhô ra này, đó chính là cái nơi mà nhà sản xuất đã đặt ở đây là nước rửa kính, nước làm mát, dầu và cái cục nóng điều hòa được đặt ở đây. Đây là cái khe lấy gió của cục nóng điều hòa này. Ở phần biển thì sẽ được đặt ở đây. Ok, bây giờ cái phần đầu thì mình cũng làm video về cái sản phẩm này rất nhiều rồi. Các bạn nếu mà còn muốn biết chi tiết hơn về cái đầu xe này, các bạn có thể xem các video khác của mình. Hôm nay mình sẽ đi qua cái phần đầu thôi. Ở phần rìa chúng ta sẽ có cái gì đây? Ở phần rìa xe này chúng ta sẽ có một cái logo của Euro 4 chuẩn khí thải. Chúng ta sẽ có một cái biển tròn để khi mà các bạn bán đến tay khách hàng, khi các bạn lăn bánh trên đường, chúng ta bắt buộc phải có cái biển tròn này. Chúng ta có cái logo Đông Ben ở đây. Thì cái sản phẩm này vẫn cái sử dụng cái khóa cơ, nghĩa là chúng ta phải sử dụng cái khóa mà chúng ta sẽ phải cắm chìa vào đây. Sản phẩm này vẫn chưa có khóa điện. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ cắm chìa khóa này và cái tay để lấy mở như thế này. Tay lấy mở này bằng nhựa cứng và chất lượng cao. Thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm xe tải thùng mui bạt. Ở đây mình đã lắp bạt sẵn rồi này, các bạn có thể nhìn. Với cái thùng dài là 2m450 thì đây là một trong những cái sản phẩm xe tải thùng có cái thùng rất là lớn, có trọng tải lớn và có một mức giá vô cùng hấp dẫn. Các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được ở trên thị trường, các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được một cái sản phẩm nào có một mức giá rẻ như cái sản phẩm này. Ở đây là biển thành này, khi chúng ta mua xe chúng ta sẽ phải dán vào đây. Thì cái hệ thống lốp và hệ thống sassi của sản phẩm này cũng đã quá nổi tiếng rồi. Cái sản phẩm này đã trải qua 15 nâng cấp và nó đã được nâng cấp 10 lần. Hệ thống sassi này cũng đã được trải qua rất là nhiều các đợt nâng cấp, lắng nghe ý kiến khách hàng và sau đó thì sẽ nâng cấp nó lên để cho nó không gặp lại những cái lỗi cũ. Thì cái hệ thống sassi này chúng ta sẽ thấy này, nó rất là dày và rất là chắc chắn. Chúng ta có thể chở trọng tải lên đến 990 hoặc có thể hơn mà không gặp vấn đề gì. Khoảng sáng gầm khoảng 20cm cho phép các bạn là lội nước an toàn ở mực nước là 20cm. Lốp ở đây là lốp 175R13, lốp của Katsumina Việt Nam, giá rất rẻ và rất dễ để thay thế. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang phần hông. Đuôi xe chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái logo được dán đề can ở đây. Ở đây là hệ thống camera lùi và camera hành trình mình đã tích hợp sẵn cho khách. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha bi xê lông. Xin lỗi các bạn, hệ thống đèn xi nhan hậu sau như này. Ok, về cái sản phẩm này thì sử dụng cái bộ máy là DOHC 1050cc có cái công suất cực đại 45kW và mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng hợp lý, chỉ từ 4,5 lít cho 100km. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà tiết kiệm nhiên liệu nhất ở trên thị trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào khoang cabin. Một điều rất đáng khen ngợi của cái sản phẩm này so với những chiếc xe tải khác của Đông Ben là đó là được tích hợp ghế da như này. Đây là ghế da chính hãng của nhà sản xuất.
Với cái không gian của nội thất, mình nghĩ rằng nó sẽ lớn hơn các cái sản phẩm xe tải Vim hoặc là xe của Suzuki. Chúng ta sẽ có những cái trang bị rất là cơ bản, khóa thì vẫn là khóa cơ thôi, khóa cơ như này. Nhưng chúng ta sẽ có điều hòa hai chiều, trợ lực lái điện, kính điện. Ngoài ra chúng ta sẽ có ghế da, hộp số thì là hộp số 5 số tiến và 1 số lùi, phanh tay, tất cả mọi thứ rất đầy đủ. Hệ thống multimedia đa phương tiện ở đây cũng rất là đầy đủ này. Khe lấy gió, tất cả mọi thứ thì cái sản phẩm này cũng đã phục vụ được về cơ bản những cái trang thiết bị mà những tài xế cần. Ok, cái phần nao phông trần này các bạn có thể nhìn thấy nó rất là chất lượng. Thì chỉ với 35 triệu đồng trả trước, chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe tải, nói chung trong phân khúc là một trong những chiếc xe tải đầy đủ nhất. Và các bạn không phải lăn tăn gì nhiều khi sản phẩm, khi chúng ta sở hữu cái sản phẩm này, chỉ trong vòng 1-2 năm là chúng ta lấy lại vốn rồi. Thì nếu các bạn quan tâm đến dòng sản phẩm này, hãy gọi cho mình 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn cho các video clip lần sau. Trên này cảm ơn.